Đồng hồ Thức Tín xin kính chào các bác. Trong video của ngày hôm nay thì em tiếp tục gửi tới các bác một chiếc đồng hồ cây trong phân khúc cao cấp và nó đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ, đó là thương hiệu Slide. Vâng, cỗ máy của cái chiếc đồng hồ cây này thì đến từ thương hiệu Kienizer của Đức. Cỗ máy ở đây là cỗ máy 3 đồng tiền và nó đầy đủ tất cả các tính năng. Vâng, cái chiếc đồng hồ cây này thì mang tới âm thanh cực hay luôn các bác ạ. Vâng, và đặc biệt hơn, cái chiếc đồng hồ cây này có một mức giá thành rất là hợp lý, mức giá 56,5 triệu đối với một chiếc đồng hồ cây cao cấp. Vâng, và khi cái chiếc đồng hồ cây này được trưng bày trong phòng khách của các bác ạ, thì nó sẽ đầy đủ, nó đầm ấm và nó sang trọng hơn rất là nhiều. Nó khác hẳn với những chiếc đồng hồ cây trong phân khúc tầm trung giá rẻ. Vâng, chất lượng cũng như là vỏ bề ngoài của cái chiếc đồng hồ cây này nó rất là đẹp luôn, nó chất lượng hơn rất là nhiều. Chiếc đồng hồ cây Slide này thì có model là 0879 các bác nhé. Và nó có chiều cao lên tới 2m18, chiều ngang là 66 và chiều dày là 36cm. Chiếc này thì sở hữu cỗ máy Kienizer rồi, cỗ máy 12 gông 12 búa và nó chơi 3 bản nhạc, cũng như là nó có cái tính năng là tự động tắt chuông đêm. Có mã số là SL643, thì các bác nào quan tâm thì các bác gọi điện cho bên em và các bác nói cái mã là SL643 các bác nhé. Vâng, chiếc này thì có giá là 56,5 triệu, mức giá rất là hợp lý đối với một chiếc đồng hồ cây cao cấp và rất là chất lượng. Các bác có thể nhìn hình ảnh phần phía trên đỉnh ở đây, thiết kế theo kiểu dáng cổng ngọc thiên nga, và ở đây thì nó cũng rất là đặc biệt, nó bổ sung thêm cái họa tiết được cắt như mình đang nói là cắt CNC đã, nhưng mà tuy nhiên là đây được làm hoàn toàn thủ công các bạn, bởi vì là cái thời gian cách đây khoảng 30 năm thì nó chưa có cái máy CNC, tuy nhiên là ở đây người ta làm bằng thủ công và rất là đẹp mắt. Còn tiện ở giữa và đây là có những cái đường tròn đồng tâm các bác này, đường tròn đồng tâm, và cái điểm nhấn này làm cho chiếc đồng hồ cây này rất là ấn tượng. Cái hình dáng bên ngoài đây, hai bên là hai cái thước cột. Vâng, vỏ của cái chiếc đồng hồ cây này thì được làm từ gỗ óc chó các bác nhé. Thương hiệu Slide thì đa số làm từ gỗ óc chó nên là chất lượng gỗ nó rất là chất lượng và nó cũng rất là cao cấp. Đây, rất là chắc chắn các bạn. Khi em bê cái chiếc đồng hồ cây này lên trưng bày tại tầng 2 thì nó cũng rất là nặng. Nó nặng hơn những cái chiếc đồng hồ cây được làm từ gỗ cherry. Đây, cái chiếc đồng hồ cây này thì có hai cái cánh cửa riêng biệt. Hai cánh cửa riêng biệt các bạn. Và cái cánh cửa dưới này được thêm những cái họa tiết hoa lá đó, và cũng làm hoàn toàn thủ công luôn. Và chiếc đồng hồ cây này thì có 6 cái tấm kính và các tấm kính thì đều rất là trong. Đây, 6 cái tấm kính, đây, hai bên hông này, hai bên hông, và mặt trước và cái tấm kính trên, tất cả kính thì được mài vát góc. Chiếc này thì sở hữu cái màu nâu đỏ các bác nhé, cái màu rất là dễ để các bác kê vào ngôi nhà mình và nó rất là dễ để các bác phối hợp với lại màu sắc của những cái đồ đạc, những nội thất ở xung quanh. Và đặc biệt là không gian ngôi nhà của bác hiện đại thì kể cả nát những cái đá gạch men ấy thì rất là phù hợp và trông nó còn rất là sang luôn các bác nhé. Và những chiếc đồng hồ cây này được thiết kế khoảng 30 năm trước, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại bây giờ nó vẫn còn đang rất là được ưa chuộng và nó rất là phù hợp với lại cái không gian hiện đại bây giờ. Đây, cái phần chân đế, đây em quay lại cái phần chân đế để các bác xem này. Cái phần chân đế thì thiết kế cũng rất là đẹp đẽ, nó trông nó có vẻ nó gọn gàng, nó vuông vắn. Và hai cái chân thức cột ở phía dưới. Chiếc này thì có hai cánh cửa riêng biệt đây. Đây là khóa còn nguyên bản này các bác, khóa của thương hiệu Slide có chữ S rất là to. Đây, và em quay cái bản lề gặp cho các bác theo dõi này, các bác xem. Bản lề cũng làm từ đồng mạ vàng. Đồng mạ vàng và rất là chắc chắn luôn. Đây, các bác thấy ở vị trí góc cái cánh cửa này có một chút cái đệm bằng vải đây. Bằng nỉ, nó mở ra rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái. Tình trạng của ba quả tạ, đây là ba quả tạ được làm từ đồng mạ vàng.
Và quả tạ này có tác dụng là tạo ra cái thế năng để cho cỗ máy hoạt động này các bác ạ. Thì khoảng một tuần các bác sẽ phải lên cót một lần. Tuy nhiên là một tuần thì sẽ nó xuống gần phía dưới các bác nhá. Thì trung bình sẽ khoảng tầm 5 ngày, 5 đến 6 ngày thì các bác sẽ lên tạ một lần. Lên tạ bằng ba cái ổ cót các bác nhá, bằng tay quay chứ không phải là bằng tạ xích đâu các bạn. Cái này thì cái tính năng này thì nó rất là phù hợp và các bác thao tác nó dễ dàng rồi. Đây, đây là cái bộ phận con lắc đàn, con lắc đàn nia và con lắc đàn ở đây được chạm trổ hoa văn cả phần trung tâm và hoa văn ở phần viền các bạn. Tình trạng gì ạ? Rất là mới. Thương hiệu Slide đây. Và cái tấm lưng của chiếc đồng hồ cây này cũng thế ạ, được làm rất là chỉnh chu và cẩn thận. Rồi em quay cái phần mặt số ở phía trên để các bác xem này. Và em sẽ lấy cái khóa để em mở cái cánh cửa phía trên này. Đó, rất là nhẹ nhàng. Và đây là thương hiệu Slide, cái tem này đây. Đây, có model là 0879. Model của chiếc này là 0879 các bác nhá. Và nó đến thương hiệu Slide. Dòng cao cấp thì mọi thứ thì đều rất là chất lượng. Đây, cái phần mặt số các bác thấy không ạ? Nó rất là cuốn hút, các họa tiết hoa văn, bốn cái góc này là bốn họa tiết hoa văn và phần phía giữa cũng thế. Còn ở vị trí này thì ở nước ngoài thì thỉnh thoảng người ta sẽ khắc cái một cái chữ gì đó, có thể là tên hoặc là một cái ngày kỷ niệm nào đó. Tuy nhiên là chiếc đồng hồ cây này thì chủ sở hữu trước thì người ta không không ghi gì và người ta để nguyên các bác nhá. Trên này là thương hiệu Slide và ở đây là cái lịch tuần trăng. À, chỗ này nó hơi bẩn một chút, cái này thì em đã lau là nó hết thôi các bạn. Ở giữa là kim rốn. Các bác sẽ lên cót bằng ba cái vị trí, tại ba cái vị trí ổ cót này các bác nhé, bằng cái tay quay chứ không phải là tạ xích các bạn. Tạ xích thì các bác đã vừa phải kéo vừa phải đỡ quả tạ, cái thao tác đấy thì nhiều lúc nó cũng dễ trục trặc hơn. Còn cái về cái kỹ thuật và cái máy cót lên bằng tay quay này thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Đó là cái phần hình ảnh phía ngoài đối với chiếc đồng hồ cây cao cấp có mức giá là 56,5 triệu. Còn bây giờ thì em sẽ giới thiệu với các bác về cỗ máy và âm thanh. Ở cần gạt phía bên này thì các bác sẽ thấy là chiếc đồng hồ cây này chơi được 3 bản nhạc ạ. Chế độ slide này là sẽ chế độ là tắt chuông điểm nhạc. Vâng, khi các bác kêu chế độ tắt chuông điểm nhạc thì khắc 15 phút, khắc 30 phút, khắc 45 phút và khắc giờ thì nó sẽ không điểm nhạc nữa. Còn nếu các bác để bình thường thì nó sẽ chỉ điểm giờ thôi. Còn nếu các bác không muốn điểm giờ thì các bác lại gạt chế độ silent ở cái phía bên góc này thì nó đến giờ thì nó không điểm chuông nữa. Vâng, và thêm một cái tính năng nữa để các bác sử dụng, đó cái tính năng tự động tắt chuông đêm. Vâng, trong quá trình đêm nếu các bác thấy ảnh hưởng đến đến giấc ngủ của các bác thì các bác có thể để sang cái chế độ là tự động tắt chuông đêm. Như cái chiếc đồng hồ cây này thì đang tự động tắt chuông đêm từ 10 giờ đêm tới 7 giờ 15 sáng các bác nhé. Chế độ night off ở đây. Vâng, và cỗ máy bên trong thì em sẽ quay hai bên để các bác xem này. Đây. Phía trong này thì còn có cả tem của thương hiệu Slide nữa. Em nó cũng cũ rồi, nó cũng rất là lâu rồi. Đây là cỗ máy. Cỗ máy bên này là 4 công điểm nhạc giờ đây và nó tương ứng với lại cái vị trí quả tạ ở phía bên tay trái của chiếc đồng hồ. Đó, cỗ máy 3 đồng tiền này, 3 đồng tiền vách lớn. Và có cái logo của thương hiệu Kianizer của Đức đấy ạ. Thương hiệu sản xuất ra cái cỗ máy này. Đây, em sẽ quay mà bên hông bên này nữa để các bác nhìn này. Phía bên này là 8 gốc lịch tuần trăng đây. Máy thì bên em đã vệ sinh rất là sạch sẽ rồi và cũng đã kiểm tra độ ổn định của máy này rồi, các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và bên em thì cam kết bảo hành 5 năm đối với lại chiếc đồng hồ cây. Và bây giờ em sẽ test chuông cái chiếc đồng hồ cây này các bác nhé.
Vâng, và bác nào quan tâm đến cái chiếc đồng hồ cây đến từ thương hiệu Slide và trong phân khúc cao cấp này rất là chất lượng từ vỏ phía ngoài cũng như là cỗ máy và âm thanh thì các bác gọi điện ngay tới bên em theo số điện thoại là 0902021314 hoặc số thứ hai là 0868181333. Vâng, và em cũng mời các bác tới trực tiếp bên em tại số nhà 45C Giảng Võ Đống Đa Hà Nội, nó ngay gần bến xe Kim Mã cũ cũng như là gần cái ga Cát Linh mới các bác nhé. Vâng, và nhà em thì ở mặt đường lớn, thành ra là sẽ có cái chỗ đỗ xe phía ngoài cho các bác yên tâm đi. Vâng, và em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video này, và em cũng xin hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo mà bên em chia sẻ. Em xin kính chào các bác.